Bạn có biết về những thay đổi mới trong việc đánh số nhà từ 15 tháng 10 tới? Theo thông tư 08/2024 do Bộ Xây dựng ban hành, việc đánh số và gắn biển số nhà sẽ có nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Những quy định này không chỉ áp dụng cho các tuyến đường phố mà còn cả các ngõ ngách và công trình xây dựng. Liệu những thay đổi này có ảnh hưởng đến cách chúng ta định vị và nhận diện nhà cửa trong tương lai? Quý khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thông tin từ báo Tiền Phong. Theo thông tư 08, việc đánh số nhà mặt đường phố sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 6 với nội dung hướng dẫn như sau. Đánh số nhà mặt đường phố được sử dụng dãy số tự nhiên 123N với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định tại khoản 2 điều này. Nhà bên trái lấy số lẻ 1357, nhà bên phải lấy số chẵn 2468. Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai đường phố khác nhau thì nhà đó được đánh số theo đường phố có mặt cắt ngang lớn hơn. Nếu các đường phố có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo đường phố có cửa chính vào nhà hoặc đánh số theo đường phố đã được đánh số liên tục. Chiều đánh số nhà mặt đường phố thực hiện theo quy định sau đây. Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc. Trường hợp đường phố đặc thù không thực hiện theo quy định tại điểm A khoản này thì chiều đánh số nhà do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Ví dụ đường phố dạng hướng Tâm thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm thành phố, tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn hướng ra ngoài trung tâm. Các đường phố đã được đánh số nhà trước khi thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên chiều đánh số nhà. Đối với đường phố chưa có nhà xây liên tục còn đất trống, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với nhà công trình cho tuyến đường phố đó. Trường hợp chưa có quy định chi tiết xây dựng về tuyến đường phố thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực. Trường hợp phát sinh nhà chưa được đánh số nằm giữa hai nhà đã được đánh số liên tục trên đường phố thì các nhà mới phát sinh được lựa chọn đánh số theo một trong hai cách sau. Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và chữ cái in hoa tiếng Việt A, B, C bắt đầu từ chữ A. Ví dụ, số nhà phát sinh giữa hai số 20 và số 22 thì đánh số 20A, 20B, 20C. Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và số tự nhiên bắt đầu từ số 1. Ví dụ, số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 21, 22, 23, 20, 24, 20, 25. Đối với đoạn đường phố mới xây dựng, kéo dài phía cuối của đường, phố thì thực hiện đánh số nhà tiếp theo số nhà cuối cùng đã đánh của đường phố đó theo quy định của thông tư này. Điều 7 thông tư 08 quy định việc đánh số nhà trong ngõ ngách như sau. Đánh số nhà trong ngõ, trường hợp ngõ chưa có tên riêng, tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt đường phố nằm kề ngay trước đầu ngõ, có số nhà nhỏ hơn. Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định khoản 1, 3, 4 và 5, điều 6 thông tư 08/2024. Chiều đánh số nhà trong ngõ, trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường phố và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ. Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường phố và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ. Trường hợp chỉ có một đầu thông ra đường phố thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường phố đến nhà cuối ngõ. Đánh số nhà trong ngách. Trường hợp ngách chưa có tên riêng, tên ngách được đặt tên theo số nhà mặt ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách, có số nhà nhỏ hơn. Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5, điều 6, thông tư 08/2024. Chiều đánh số, trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đến cuối ngách. Trường hợp ngách nối thông giữa hai đường và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ đầu ngách sát với đường có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách. Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách. Đối với trường hợp nhà trong ngõ ngách mà có tính chất đặc thù thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ quyết định việc đánh số. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10/2024, bãi bỏ quyết định số 05/2006 ngày 8 tháng 3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà. Với những quy định mới này, việc đánh số nhà trở nên rõ ràng và khoa học hơn, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Điều này không chỉ giúp ích trong quản lý đô thị mà còn thuận lợi cho cư dân và các hoạt động liên quan đến địa chỉ nhà cửa.
Bạn nghĩ sao về những điều chỉnh này? Liệu nó có mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng và thành phố bạn đang sinh sống? Hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ nhiều thông tin hấp dẫn nhé! Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm thể thao giúp nâng cao hiệu quả tập luyện? Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 5 sản phẩm được nhiều người tin dùng. Hãy cùng khám phá nhé! 1. Xà đơn gắn cửa treo tường Fitteji đa năng. Đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích tập thể hình tại nhà. 2. Quả bóng đá số 5 UCV 3.05 của thương hiệu Động Lực. Với chất liệu PU, PVC, dai bền, quả bóng này mang lại độ bền và sự dẻo dai vượt trội, giúp bạn thể hiện khả năng trong mọi trận đấu. 3. Vợt cầu lông Keep, bộ hai cây vợt cầu lông kèm túi cho người mới bắt đầu. 4. Quần đùi thể thao nam Cruzado cặp chung, mang đến sự thoải mái tối đa khi vận động. 5. Bạn cần một chiếc túi đa năng cho các buổi tập luyện. Túi sách Braza TXS 0078 không chỉ rộng rãi mà còn tiện lợi với nhiều ngăn, giúp bạn dễ dàng mang theo mọi vật dụng cần thiết. Vậy bạn đã sẵn sàng nâng cấp dụng cụ tập luyện thể thao của mình chưa? Hãy vào cửa hàng Cà Phê Len để đặt ngay nhé. Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Len TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Len ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé.